Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời quý vị cùng em Minh điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Động thái quá rõ ràng, Jack Grealish đã muốn tới MU. Man United vẫn thiếu bản lĩnh trong những trận cầu lớn. Solskjaer nói đúng một câu, MU ngay lập tức đón tân binh. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Động thái quá rõ ràng, Jack Grealish đã muốn tới Man United. Jack Grealish đang dần trưởng thành hơn và là một trong những tiền vệ hay nhất nước Anh thời điểm này. Được biết, hàng loạt đội bóng đã muốn có sự phục vụ của Jack Grealish suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là Man United. Ở trận đấu Aston Villa thua 1-2 Man United thuộc vòng 17 Premier League, Jack Grealish chính là một trong những cầu thủ chơi hay nhất. Tiền vệ này liên tục làm khổ hàng thủ quỷ đỏ và chính anh là người có pha kiến tạo để cho đồng đội lập công. Chính vì thế, không ngạc nhiên khi Man United có ý định chiêu mộ Jack Grealish trong bối cảnh họ cần người thay thế Paul Pogba sắp chia tay sân Old Trafford. Và những diễn biến gần đây cho thấy trái tim của Jack Grealish cũng thuộc về Man United. Cũng ở trận đấu trên, Jack Grealish gây bão với hình ảnh trò chuyện thân mật với Harry Maguire trước giờ thi đấu và huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sau khi kết thúc trận. Và động thái mới nhất, Jack Grealish như thể khẳng định rằng anh đã muốn tới Man United. Cụ thể, tranh thủ những ngày ít ỏi, Jack Grealish ngồi nhà xem phim tài liệu về huyền thoại của Man United là Gio Best. Trên trang cá nhân, Jack Grealish không ngại công khai hình ảnh kèm lời nhắn: một cầu thủ vĩ đại, một huyền thoại, một thước phim tuyệt vời, Gio Best. Rõ ràng, phải có tình yêu to lớn với đội bóng mình muốn khoác áo, Jack Grealish mới thể hiện nhiều cử chỉ bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ đến vậy. Đây là cơ sở để tin rằng Man United đang nắm lợi thế không nhỏ trong việc lôi kéo Jack Grealish về Old Trafford. Solskjaer nói đúng một câu, MU ngay lập tức đón tân binh. Ít ngày trước, thương vụ chiêu mộ Amad Diallo của Man United bất ngờ gặp biến cố, công khai ý định muốn mượn cầu thủ này cho đến hết mùa. Tuy nhiên, huấn luyện viên Solskjaer đã ngay lập tức vào cuộc để chân sút 18 tuổi chuyển đến nước Anh ngay trong tháng riêng. Theo tiết lộ từ Daily Star, nhà cầm quân 47 tuổi đã gọi điện trực tiếp để vạch ra kế hoạch dành cho cầu thủ tuổi tin. Nhà báo Fabrizio Romano mô tả đây là một cuộc nói chuyện đầy xúc động và Solskjaer đã thuyết phục được Amad Diallo với một câu nói ngắn gọn: tôi muốn cậu ở đây ngay lúc này. Với việc được cam kết một vị trí trong một đội một, chân sút người bờ biển Nga không chút do dự đóng gói hành lý và lên đường hoàn tất các thủ tục giấy tờ. Hiện tại, Diallo đã nhận được hộ chiếu Ý và đang đợi giấy phép lao động để có thể bay đến Manchester. Phát biểu hồi tuần trước, Solskjaer không giấu được niềm vui với việc Man United đón tân binh tài năng này. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ sớm đến với chúng tôi rất mong trong đội hình có thêm cậu ấy. Cậu ấy đã thể hiện mình là một cầu thủ có phẩm chất. Tất nhiên, Amad phải học cách chơi bóng tại Anh, đây là một đẳng cấp khác. Chúng tôi sẽ cho cậu ấy thời gian để phát triển và thể hiện bản thân. Dù mới 18 tuổi, Amad Diallo đã được đánh giá rất cao và được thử sức ở Serie A cũng như Champions League. Tân binh của MU có vị trí sở trường là tiền đạo cánh phải, cũng là vị trí mà Quỷ Đỏ đang thiếu đi, một cái tên đủ tin tưởng. Nevin cho rằng Solskjaer gặp vấn đề với Bruno Fernandes. Bruno Fernandes đến Manchester United vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2020 và kể từ đó, đội bóng này mới thua 3 lần ở ngoại hạng Anh sau 30 trận. Thế nhưng mùa này, Man United đã bị loại ở hai đấu trường cúp là Champions League và mới nhất là thua Man City ở bán kết cúp Liên đoàn Anh. Gary Neville bình luận sau trận đấu: tôi không nghĩ rằng ai đó có thể tin là một cá nhân sẽ có tác động đến Manchester United như Bruno Fernandes đã làm. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng MU cần 4 hay 5 cầu thủ giỏi bao gồm Bruno Fernandes để trở nên bất bại, nhưng không có anh ấy thì họ không ổn chút nào. Neville tin rằng MU đang quá phụ thuộc vào tiền vệ người Bồ Đào Nha. Một vấn đề mà Ole gặp phải là không thể xoay tua Bruno Fernandes, anh ấy luôn phải chơi những trận trận quan trọng. Bruno Fernandes với 19 bàn thắng và 14 đường kiến tạo kể từ khi rời Sporting Lisbon, MU đã vươn lên trở thành ứng cử viên thực sự cho chức vô địch ngoại hạng Anh. Kingsley Coman phá vỡ im lặng về việc chuyển tới MU. Vào kỳ chuyển nhượng hè năm 2020 vừa qua, bên cạnh mục tiêu hàng đầu là Jadon Sancho của Borussia Dortmund, Manchester United cũng đã để mắt đến ngôi sao chạy cánh của Bayern Munich là Kingsley Coman. Tiền đạo người Pháp được xem là phương án dự phòng trong trường hợp MU không thể chiêu mộ Sancho. Tuy nhiên, cả hai sau đó đều đã không thể cập bến Old Trafford. Ở mùa giải 2020-21, Coman đã có cho mình 5 bàn thắng cùng 9 kiến tạo sau 15 lần ra sân cho Bayern Munich. Trước phong độ ấn tượng của tiền đạo người Pháp, Manchester United được cho là vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ cầu thủ này. Trong buổi phỏng vấn mới đây, khi được hỏi về những tin đồn chuyển nhượng với Man United, Coman cho hay: tôi biết các đội bóng đang quan tâm đến tôi, đó là điều tốt, điều đó giúp tôi có thêm sự tự tin khi thi đấu. Tuy nhiên, tôi còn hợp đồng tới năm 2023. Hiện tại, tôi chỉ nghĩ về Bayern Munich. Mọi chuyện dự đều rất tốt đẹp, tôi cảm thấy hạnh phúc ở câu lạc bộ này. Trước đó, giám đốc điều hành của Bayern Munich, ông Kai-Heinz Rummenigge đã bác bỏ tin đồn Bayern Munich ra đi vào tháng riêng.
chia sẻ với Kicker, Sepp Lenz cho hay: Kingsley là cầu thủ hàng đầu và cậu ấy vô cùng quan trọng với Bayern Munich ở thời điểm này. Kingsley Coman không phải là để bán. Với những phát biểu thẳng thắn của Coman, tiền đạo người Pháp dường như không có ý định chuyển tới Manchester United. Dẫu vậy, Quỷ Đỏ cũng không quá lo lắng khi đội bóng vẫn còn đó bộ đôi tuổi tin Facundo Pellegrini và Amad Diallo. MU vẫn thiếu bản lĩnh trong những trận cầu lớn. Trước trận đấu bán kết Carabao Cup, đã có những lo ngại về việc sẽ tiếp tục đá hay hoãn do đội bóng nửa xanh thành Manchester xác nhận đã có thêm 3 ca mắc Covid mới, và trong đó thành phần của ban huấn luyện. Tuy nhiên, Pep Guardiola đã quá quen với những khó khăn như vậy, ông luôn biết cách để vượt qua nó. Bằng chứng cho thấy, mặc dù thiếu vắng nhiều trụ cột, nhưng huấn luyện viên 49 tuổi vẫn khiến Chelsea phải nếm mùi cay đắng tại ngoại hạng Anh. Quả xứng danh trận cầu tâm điểm ngày 7 tháng 1, cuộc chạm trán giữa hai đội bóng cùng thành phố luôn đem đến cho người hâm mộ những phút giây đỉnh cao. Chính bộ đôi trung vệ của Man City đã giúp đội khách tên mình vào trận chung kết. Ruben Dias và John Stones đã có những sự kết hợp ăn ý, tạo nên hòn đá tảng trước khung thành. Họ dán giỏi trước những pha hãm hiếp của Martial hay Rashford, cùng với đó là bóp nghẹt hàng công của Quỷ Đỏ. Nếu cầu thủ người Anh tạo ra điểm nhấn với bàn thắng mở tỷ số, thì Dias lại gây nên sự thích thú cho người hâm mộ với những pha tắc bóng hiệu quả. Họ được coi như một cặp bài trùng trên sân. Không mắc nhiều sai lầm, triển khai bóng tốt từ phần sân nhà, giải nguy hiệu quả, những thứ mà Pep yêu cầu với bộ đôi hậu vệ ông sở hữu, và cả hai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Mỗi trận đấu có hai cầu thủ này trên sân, Man City thắng đến 7 trận, chỉ hòa 1, điều đó khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha dần tin tưởng. Đội chủ sân Etihad cần tiếp tục thể hiện sự vượt khó của mình trước Tottenham, đối thủ tại trận chung kết, bài test khó cho Dias lẫn John Stones. Họ phải chứng minh rằng mình đang là điểm tựa tại nửa xanh thành Manchester. Một danh hiệu vẫn luôn là thứ mà Ole Gunnar Solskjaer hướng đến trong suốt thời gian dài dẫn dắt Quỷ Đỏ. Ông cần thành tích để chứng minh những gì mình đã làm được cho nơi đây. Tuy nhiên, đội bóng huấn luyện viên người Na Uy đã thất bại trong cả 4 trận đấu mà họ góp mặt, xóa tan đi mọi nỗ lực xương vương. Còn nhớ, thất bại đầu tiên mà Ole Gunnar Solskjaer cùng Man United vào bán kết cũng chính là trận thua trước Man City tại Carabao Cup 2019-20. Thời điểm đó, đội chủ sân Old Trafford bị đánh bại với tổng tỷ số 2-3 sau 2 lượt trận. Lần thứ hai Quỷ Đỏ không thể đi đến trận đấu cuối cùng diễn ra tại FA Cup mùa giải năm ngoái khi họ để đối thủ thi đấu ấn lấn lướt trong suốt 90 phút trên sân nhà và đoàn quân huấn luyện viên Lampard được nở nụ cười chiến thắng. 1-3 là kết quả chung cuộc. Europa League có cấp độ cao hơn hai giải đấu trên. Bán kết mùa giải 2019-20, câu lạc bộ giàu thành tích nhất nước Anh chạm trán Sevilla. Mặc dù các nhà chuyên môn đánh giá MU sẽ giành chiến thắng, nhưng cuối cùng Bruno Fernandes và các đồng đội đã tự đánh mất đi chiếc vé tiến đến trận chung kết của mình. Một trận thua bán kết chưa có gì đáng nói, nhưng khi nó đã lên con số 4 thì đó vẫn là vấn đề lớn mà huấn luyện viên người Na Uy cần tìm ra lời giải. Các cầu thủ của ông thiếu đi bản lĩnh vốn có của mình ở các trận cầu có tính chất quyết định đến số mệnh đội bóng. Bằng mọi cách, nhà cầm quân 47 tuổi phải chui rèn thứ mà MU còn thiếu nếu muốn có được danh hiệu trong sự nghiệp để không bị quên lãng trước lúc rời khỏi ghế nóng. Ole Gunnar Solskjaer hiểu rằng các học trò của mình không có tâm lý tốt trong những trận đấu căng thẳng như vậy và chưa thể phát tiết được hết năng lực của các cầu thủ. Sau tất cả, Quỷ Đỏ cần quên đi nhanh chóng thất bại để sớm tập trung vào đấu trường quan trọng hơn là ngoại hạng Anh, nơi họ có cơ hội chen chân lên vị trí đầu bảng. Chelsea gia tăng hàng thủ. Theo tờ Corriere dello Sport, Chelsea đang dành sự quan tâm của mình cho trung vệ Sebastian Wakulewicz. Phía Cagliari cũng đã sớm thông báo mức phí chuyển nhượng của trung vệ 20 tuổi này là 54 triệu bảng. Ngoài Chelsea, cả Liverpool và MU đều đang để Wakulewicz trong tầm ngắm. Bên cạnh đó, theo nhà báo Fabrizio Romano, Chelsea vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ Jose Gimenez của Atlético Madrid. Đội chủ sân Sarri có nhiều tin đồn liên quan tới trung vệ Uruguay từ mùa hè năm 2020 nhưng vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào được đưa ra. Ronaldo Hàn Quốc cân nhắc gia nhập Real Madrid. Song Heung-min đang có thi đấu vô cùng thăng hoa khi đã ghi đến 12 bàn thắng sau 16 trận đấu cho Tottenham ở ngoại hạng Anh mùa giải này, giúp cho gà trống đứng thứ tư trên bảng xếp hạng với đầy đủ cơ hội để cạnh tranh ngôi vô địch. Phong độ chói sáng của chân sút người Hàn Quốc đã khiến cho anh lọt vào tầm ngắm của Real Madrid cùng với những cái tên đình đám khác trên hàng công như Kylian Mbappe và Erling Haaland. Và trang web Tây Ban Nha, El Diario khẳng định, Song hiện đang là mục tiêu hàng đầu của Real để tăng cường sức mạnh hành lang cánh trái sau khi bản hợp đồng bom tấn Eden Hazard không đáp ứng được kỳ vọng. Nguồn tin trên cũng cho hay, Song Heung-min sẽ cân nhắc khả năng chuyển tới Bernabeu nếu như Real đảm bảo vị thế siêu sao của anh trên hàng tấn công của huấn luyện viên Zidane. Phía Real tin rằng Song Heung-min có thể trở thành một Ronaldo mới với khả năng săn bàn khi chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái giống như ở Tottenham. Đội bóng của huấn luyện viên Zidane cần một người có khả năng cung cấp bàn thắng đều đặn. Trong khi những Hazard hay Vinicius quá thiếu ổn định và Real cũng không thể mãi dựa dẫm vào một mình Karim Benzema.
Đây là một thông tin không mấy tốt đẹp dành cho Tottenham. Đội bóng thành London vẫn chưa thể gia hạn hợp đồng với bộ đôi Harry Kane và Son Heung-min để tránh sự nhòm ngó từ các ông lớn. Việc để mất Son Heung-min sẽ là một tổn thất rất lớn đối với đoàn quân của Jose Mourinho khi chân sút người Hàn Quốc đang là nhân tố quan trọng trong đội hình của người đặc biệt. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!